Xin chào anh em nhá. Nhà anh em đã có loa siêu trầm chưa ạ? Nếu như một bộ dàn nghe nhạc và hát karaoke mà không có loa trầm thì đấy là một sự thiếu sót. Bởi sự thiếu sót đấy sẽ ảnh hưởng đến việc chúng ta có thể được nghe đầy đủ tất cả những giải âm, và đặc biệt là những tiếng bass sâu, những tiếng bass mạnh. Và những tiếng bass đấy thì chỉ có loa siêu trầm mới có thể cho chúng ta tận hưởng được. Còn tất cả những chiếc loa mà đường kính lớn, công suất lớn cũng không thể đáp ứng nổi những cái tần số siêu thấp ở trong một bản nhạc bất kỳ, mà chiếc loa siêu trầm nó là một cái sản phẩm mà đang đảm nhiệm. Và trên thị trường thì đang có rất nhiều những dòng loa siêu trầm và đang đem lại cho chúng ta một cái sự bối rối khi chúng ta lựa chọn. Không biết đấy có phải là sản phẩm chính hãng, không biết nó có phù hợp với loa của chúng ta hay không, không biết có phù hợp với không gian chơi nhạc, nghe nhạc của chúng ta hay không. Và nếu như các bác đang còn băn khoăn về những vấn đề như vậy thì xin mời hãy nhấc máy và gọi điện cho tới dưới âm thanh số. Bên em sẽ tiếp nhận những cái thông tin mà các bác đang có, các bác cung cấp. Đấy là cái công suất của loa, dòng loa cũng như là cái không gian nghe nhạc của chúng ta nó có phù hợp khi chúng ta phối ghép những chiếc loa trầm, và ghép một chiếc loa trầm với đường kính bass bao nhiêu là vừa, công suất bao nhiêu là vừa, và cái dòng nhạc của chúng ta nó phù hợp với dòng loa siêu trầm như thế nào, thì bên em sẽ đáp ứng cho chúng ta được tất cả những cái vấn đề mà chúng ta đang còn thắc mắc. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho chúng ta một chiếc loa siêu trầm. Phiên bản này là phiên bản Leader 12 cộng. Đây có thể nói là dòng loa trầm điện Bass 30 đa dạng nhất. Nó có thể ghép được với những đôi loa Bass 20. Nó có thể ghép được với những đôi loa Bass 30 và thậm chí có thể lên tới là 40. Nó có thể chơi ở không gian 20m và có thể chơi ở không gian lớn nhất có thể là 50m. Và nó có thể nghe được nhạc nhẹ, có thể nghe được nhạc bolero, và những bản nhạc remix, nhạc đen nó cũng có thể chơi được. Có thể phù hợp cho những vấn đề hát karaoke và cũng có thể phù hợp cho vấn đề nghe nhạc. Thì đây là một sản phẩm có thể cho chúng ta được một cái sự hài hòa. Nó không quá xuất sắc khi trình diễn bất cứ một phần nhạc nào, một bản nhạc nào, nhưng bù lại nó có một cái sự đa dạng. Chúng ta có thể phối ghép được với rất là nhiều những dòng loa và nghe được rất là nhiều những dòng nhạc. Đấy là một cái ưu điểm lớn nhất của mẫu loa trầm Leader 12 cộng. Cái ưu điểm về cách xử lý nó là như vậy. Còn cái ưu điểm tiếp theo, nó là một sản phẩm rất là đẹp, có một cái độ hoàn thiện cực kỳ tốt về mặt thẩm mỹ. Đầu tiên chúng ta nói đến một chiếc vỏ thùng thì được thiết kế màu đỏ vân gỗ, nó không quá bóng bẩy nhưng nó rất là sang. Màu gỗ như thế này nó rất là sang, cực kỳ sang luôn các bác, phù hợp cho những cái không gian đồ gỗ nội thất của chúng ta. Tiếp theo, mặt e căng bằng thép được sơn tĩnh điện, và khung viền nhựa được sơn phủ bằng một lớp màu sơn tĩnh điện màu vàng rất là đẹp, nổi bật ở trên những cái nền đỏ và nền đen, chính giữa là logo của nhà sản xuất. Và con này chúng ta sẽ có một chiếc bát điện 30 gân cao su màng polyplat, có hai lỗ thông hơi phía dưới và được bao phủ toàn bộ tấm e căng này. Đấy là những gì bên ngoài. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần mặt sau của loa để chúng ta biết. Con này thì chạy mạch class AB, chạy điện 250V, 220 cho đến 220 cho đến 220V, và công suất đặt max từ 250W cho đến 500W, và nó phù hợp cho những cái không gian từ 15-20m2 cho đến 40-45m2. Dòng này thì chạy mạch class AB, tấm tản nhiệt ở bên ngoài, có đường kết nối hai level input bằng dây loa. Chúng ta có thể đấu dây loa vào những cái cầu loa ở đằng sau của những chiếc âm ly, những chiếc đẩy của liền vang của chúng ta. Tiếp theo thì cũng có cái đường kết nối bằng rắc hoa sen này, dây hoa sen này. Thì chúng ta sẽ dùng kết nối vào đằng sau con đẩy. Có đường ra súp. Và ở đây thì chúng ta sẽ có chiếc áp điều chỉnh âm lượng cũng như là cắt tần số, công tắc đảo pha giúp cho cái nhịp điệu nó sẽ tương đồng với loa. Nếu như chúng ta cắm lên mà nó cảm thấy nó chưa tương đồng thì chúng ta ấn vào đây,
Ok, rất là đơn giản, rẻ tiền và công năng của nó thì cực kỳ tiện lợi. Nó cực kỳ phù hợp với những cái không gian sang trọng cũng như là những đôi loa, kể cả loa lớn, loa bé, chúng ta điều khiển, điều chỉnh toàn bộ bằng cái nút âm lượng để chúng ta có được những cái mức công suất nó phù hợp với loa, phù hợp với không gian và đặc biệt là phù hợp với những cái bản nhạc của chúng ta đang chơi. Sau đây thì các bác hãy đeo tai phone vào và em sẽ cho lớn âm lượng lên, chúng ta sẽ cùng nghe bản nhạc này với chiếc loa siêu trầm cực kỳ mạnh mẽ luôn. Sau khi quan hệ sẽ được điều trị rất.